Nếu bạn đang cần mua Roblox, thử vận may vòng xoay may mắn, có cài thơi tận tâm uy tín, dễ dàng mua nhiều lên thanh toán. Mèo xanh.net. Tụi tôi có bán. Mèo xanh.net. Tụi tôi có hết. Rất nhiều ưu đãi. Khuyến mãi thật hay. Còn chờ chi nữa? Hãy truy cập ngay. Mèo xanh.net. Nếu bạn có nhu cầu mua account Roblox hay là những dịch vụ game khác thì hãy truy cập mèo xanh.net để mua đồ ủng hộ shop của Deadwood với mèo nha. Hello, xin chào mọi người. Hello. Hello, mọi người có nghe rõ tiếng mình nói không? Tóc tôi dài ra được rồi nè. Trời ơi. Ai nói tôi trọc nữa? Ai nói trọc nữa? Tóc tôi dài ra rồi nè. Liêu. Tóc dài rồi hả? Tóc dài mà dám lên stream nè. Hello mọi người, mình đã đẹp trai trở lại cho mọi người. Tóc dài ra rồi. Mọi người chia sẻ. Cảm ơn bạn. Từ cảm ơn bạn Sion nha. Mở hàng rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cái gì vậy? Cái gì trên đầu tôi đó? Ôi trời. Gì á? Khoan, tôi đang trong Minecraft, tôi ngồi tôi nhìn mấy cái trong Minecraft. Từ từ hồi nãy mấy bạn xem livestream là rất là vui luôn. Hello bạn Nguyễn Duy Tân. Khoan, hôm nay mình livestream cái này hay lắm, bảo đảm mấy bạn xem sẽ thấy rất là hay luôn. Mấy bạn chờ mấy bạn xíu đi, để mấy bạn vào xem đông đông thì tôi chuyển qua livestream tôi stream game. Mọi người chia sẻ livestream đi mọi người. Mọi người chia sẻ livestream đi mọi người ơi. Ôi cảm ơn bạn Hồ Quỳnh nha, Hồ Quỳnh. Bạn này vừa là hội viên mà vừa thả super chat cho tôi nữa. Quá đã. Trời ơi. Mọi người đã. Hello mấy bạn. Bạn Ma Ba Rệt nha. Hello bạn Hoàng Minh nha. Trời ơi mấy bạn hội viên của tôi nhớ mọi người quá ha. Mọi người đã xem video mới của mọi người xem video mới cho mọi người ơi. Mèo kiểm tra coi trong livestream có nghe tiếng rõ không mèo? Nghe. Mấy bạn thấy hình ảnh của mình rõ không mọi người? Alo lên giùm cái mọi người. Alo. Mọi người. Bây giờ bình thường là tôi livestream tới 6.000 bạn xem, bây giờ sao mới có 2.000 bạn vậy? Tôi buồn quá. Cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Tài nha. Rồi mấy bạn đã tham gia hội viên của tôi nè. Cảm ơn bạn Thu Sang nè. Trời ơi mấy bạn tham gia hội viên của tôi mừng quá trời luôn. Rất là động lực to lớn. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu vô Minecraft nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người nhắn xe livestream giúp tôi cái mọi người. Tiếng của Hero với Remy hơi nhỏ nè. Hero với Remy nhỏ hả? Hơi nhỏ quá rồi. Rồi ok, mọi người cứ kiểm tra mic giùm tôi đi. Hello. Hello. Rồi lớn chưa? Lớn chưa? Hello, mọi người. Lớn chưa? Mọi người nghe âm thanh và hình ảnh của tụi mình rõ không mọi người? Mấy bạn bình luận cho tụi mình biết nhé. Sao nay da mặt tôi nhìn hồng hào quá vậy ta? Thôi, nữa rồi đó, tán rồi đó. Nhìn hồng hào quá ta, nhìn sáng sáng lạng quá ta. Sáng thôi vậy chứ không có sủa nha. Sáng lạng chứ không sáng sủa nha. Không có sáng sủa. Ok, cái này là livestream chứ không phải phát lại nha mọi người. Cái này là livestream. Mấy bạn nào coi ở trên Redwood VM thì đó là livestream. Còn bạn nào coi ở Battle TV thì đó mới là phát lại. Cái gì quan trọng luôn nha mọi người. Cái gì mà chống phát lại? Thông báo gì mèo? Tụi mình có một thông báo rất là quan trọng là tụi mình chỉ livestream ở YouTube của Deadwood VN hoặc đúng là Pirate TV thôi. Chứ hoặc là YouTube của mèo channel nè, chủ nói nè, chứ này. Tụi mình không livestream bất kỳ nền tảng nào khác. Này có mấy thằng là top nha mấy bạn. Này có mấy thằng nó lấy livestream của mình nó lên top nó phát lại mấy bạn nó lừa mấy bạn á nên mấy bạn nó thấy mấy thằng đó bạn vô bạn chửi mấy bạn biết không là mấy cái người đó là lại chửi đó. Là ăn cắp livestream của đúng rồi mình. Rồi sau đó livestream lên top để người ta bán những mà cái top này nó dơ quá à. Đánh bán quyển quá được top dơ thật sự bởi vì tôi ghét cây ghét đắng cái việc không ghét cây đắng cái việc mà người ta định ăn cắp clip của mình để livestream lên giả là mình trên đó để bán đúng được. Rồi lừa đảo lừa mấy bạn fan của tôi tức quá vậy cho nên tôi... là mọi người khi mà mấy bạn lên top nãy mấy bạn biết rồi tụi mình là không có chơi top tụi mình là chỉ tạo ra để đó thôi chứ tụi mình không có chơi top nhiều mọi người biết mà đúng không đúng. Tụi mình cũng không bao giờ livestream game ở trên top hết trơn á cho nên là nếu như mấy bạn thấy đúng ai bất kỳ ai mà livestream bất kỳ ai mà livestream video clip của mình trên top đó không phải là tụi mình và các bạn đừng vào xem đừng ủng hộ đừng bình luận đừng thả tim thả like đừng nói bất cứ gì hết trơn các bạn thấy sao bạn cứ đồng qua chỗ khác thôi từ từ đi tôi sẽ bắt đầu qua mấy cái nền tảng khác tôi chơi bây giờ chưa phải là lúc từ từ đi từ nào tôi rảnh đi mấy nay cái giọng của tôi bình thường trở lại rồi từ nay tôi hăng trở lại rồi mọi người ok bây giờ chúng ta vào Minecraft nha đây đến với Minecraft rồi yeah ok vô chứ hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau gì ta kêu bằng bắt cua lên đỉnh Minecraft only up đó only up đúng rồi bạn nào biết cái này không only up đây nhiệm vụ của tụi mình á là phải bắt cua lên múc ở trên cao trên trển đó mấy bạn nhìn thấy không rồi nó cao dữ lắm nói chung là tôi sẽ thử coi tôi đi được tới đâu trong cái livestream ngày hôm nay liệu tôi có chinh phục được cái only up Minecraft không chào city baron nha bỏ nhiệm vụ bên livecast cài lan trời ơi cảm ơn mọi season nha
Rồi mấy bạn xem like của mình vui lắm luôn á. Rất là vui luôn á. Rồi bây giờ là mình bắt cua đó. Hello bạn Tuấn Kiệt. Nè bây giờ nè, theo tôi, tất cả chúng ta thi coi ai sẽ là người bắt cua lên trên đó đầu tiên. Trên đó. Đúng rồi, múc cỡ luôn á. Đúng rồi, nè theo tôi nè dễ lắm. Chơi cái trò bắt cua này thì nó đơn thuần chỉ là mình tìm mọi cách để lên trên cao nhất thôi, có thể thôi. Trò này chỉ có tôi với ông chơi được thôi. Đúng rồi, Hiro với lại Rimi. Ủa gì mà chơi cái trò này. Thách đấu với ai? Thách đấu không? Solo không? Coi ai là người treo lên đỉnh cao nhất. Ê sao tôi bị lạ? Muốn thì vô à. Vô, vô à, trời ơi dễ mẹo đâu mẹo. Ôi mẹ nè, cua lên trên đỉnh. Rồi. Ủa, tôi bị lạc rồi. Ê mình chơi quýnh nhau nữa không? Đánh nhau được á. Được hả? Không biết nha. Ôi. Ê mấy bạn, bây giờ tôi hẹn là tôi có thằng rớt rồi kìa. Hiro nó rớt rồi, Hiro rớt rồi, solo, solo cực khổ. Trời ơi. Tuổi. Mấy bạn trả lên đi. Hiro tuổi. Chưa 5 giờ chiều chưa ai biết không? Tuổi. Trời ơi. Chưa 5 giờ chiều chưa ai biết ai. Trời ơi, 5 giờ chiều cho 5 giờ sáng luôn. Trời ơi. Cái này mà rớt được hay vậy trời. Cái này mà rớt được tôi không hiểu Hiro. Mấy bạn bạn Sion ơi, từ từ em ơi. Từ từ anh đang tập trung đang tép bắt cua. Anh muốn là anh sẽ bắt cua lên trên đỉnh đầu tiên. Nên anh không đọc comment của mọi người được. Ok. Trời ơi. Ê, tôi nghe người giấy nè. Ê, hello. Gí cho to này. Trời không nè. Ủa, cái này là mình bắt cua mà mình té là mình sẽ chơi lên từ đầu hả? Đúng rồi. Thiệt hả? Phát ra chơi lên từ đầu đó. Ê, thôi đúng sai rồi nha. Từ từ mấy bạn donate đi. Mấy bạn cứ donate đi, mình từ từ mình đọc. Bây giờ mình đang try hard. Nghe nè, cái này hơi bị khó cho nên là mình bắt cua mình có thể giữ lại chỗ mình đứng. Oh yeah. Không có spam bon đâu. Ê cho mình spam bon là từ từ không có spam bon đâu nên mọi người hãy cố gắng nha. Cố gắng đừng rớt giống như Hút. Vậy hả? Hút sẽ thắng cho mọi người xem. Vì mấy bạn fan của mình nên mình sẽ nhất định chiến thắng cái bắt cua này. Cho dù nó có khó khăn thế nào đi nữa. Vậy hả? Cái gì? Xa quá Rimi. Rồi Rimi giờ nó còn đang đứng đây. Trời ơi nhìn nó bắt cua kìa. Ê, ê, mọi người, cái này có nhiều đường bắt cua lắm á. Không phải là có một đường duy nhất đâu nha. Ủa chị Mèo. Cái này bắt cua ở đâu hả? Bắt cua lên trên cao càng tốt mèo. Ủa vậy hả? Không cần biết là đi đâu hết. Cứ lên trên càng cao càng tốt. Tụi sẽ bắt cua đường này. Cái đường kia khó quá. Mình sẽ lựa cái đường nào mà dễ đi. Đây đường này dễ, đường dễ đi nè. Có nhiều đường lắm. Nói chung là rất nhiều đường. Mèo cứ đi đường nào được thì mèo đi. Đó là cao nhất là thắng à. Lên được cao rồi thắng. Ủa sao em bị bắn lên tới cao dữ hả? Ủa mày, bà. Nó mới đi ra sau lưng tôi, nó gạt đồ của tôi cái gì nè. Vậy hả? Không, nhưng mà em bay qua mặt chị luôn rồi nè. Ủa, sao tự nhiên tôi đi, bị đi về phía trước. Trời ơi, sao hả? Tôi không biết. Trời ơi, rồi tôi quanh lại chung mẹo. Em mới chờ đầu chị nè, tự nhiên em bị bắn bay đây luôn rồi. Ủa, what? Mọi người có bị đẩy về phía trước không? Ê, tôi không có. Tôi với con mày đang đi chung nhau, tự nhiên nó nhảy cái từng cái nó bay lên đầu tôi, nó đứng thiệt là cao luôn. Ôi ơi, nó ăn trúng bút hay cái gì á, nó ăn trúng bài á. Không biết nữa, đang đi nó tự dậy luôn á. Mọi người share livestream giúp tôi cái mọi người ơi, mọi người share livestream giúp tôi. Đi, mọi người. Ok, tôi sẽ là người đầu tiên lên trên đỉnh cao. Đỉnh cao của danh vọng. Livestream lại bắt cua ha. Đỉnh cao danh vọng mới thua ở đâu á. Cua ai da da. Nãy giờ mèo té lần nào chưa? Xin lỗi ông mà ông hỏi câu đó nghe mắc cười quá, tôi không bao giờ té. Tôi bị cay mắt quá. Ôi, Hiro đang dí sát. Hai lần thôi. Không bao giờ có cái lần thứ ba Hiro ơi. Ừ, hai lần rồi. Cái gì vậy? Mèo đang chê tôi hả? Không cần. Tôi có cái danh dự của tôi. Đây, trời hút ơi. Đâu ta? Cái chuyện này là cái chuyện dễ. Hút ở trên đầu Hiro nè, Hiro ơi. Hút ra tôi đang lên đây ngồi xe lửa nè, hút lên đây ngồi. Ủa, có xe lửa nữa hả? Có, tụi em lên hơi bị cao, thấy không? Thấy rồi kìa, mèo kìa. Ui, mèo ngồi xe lửa, mấy bạn phải dần nhìn kỹ vô cái điện thoại đó mình mới thấy được á. Ui, sao mèo bắt cua ghê vậy? Hút trên đầu tôi thiệt à? Trời ơi, chứ không để giỡn trời. Nó có cái trình độ của nó hết Hiro à. À, có đường đi khác. Thì ra là con Rimi á, tôi cá là con Rimi hiện tại giờ nó đang nằm ở dưới tầng địa ngục. Nè, dưới đáy tầng địa ngục á. Cái này tôi dễ đau tim thiệt á. Tôi dễ đau tim thiệt á mèo ơi. Ủa, cái này thốn nghe. Ok. Kìa, ở trên kia nó có cái đầu bút kìa chị mèo. Đầu bút hả? Lên đây, lên đây. Kìa. Có cái booster bay lên á. Rồi, booster nó bay lên á. Ủa cái xe lửa đâu hả mèo? Cái xe lửa xa lắm. Trời ơi mèo lấy xe lửa đúng không? Ủa? Vậy có một cái xe lửa hả mèo? Xe lửa chỉ có một cái hả? Đúng rồi mèo lấy là một. Thôi đi bộ đi. Tội nghiệp hút quá vậy. Tội nghiệp không? Trời ơi cái này không có nhảy qua được nha. Nhìn vậy thôi chứ mình. Ủa, nghĩ lên cái đường này. Ủa nhảy nhiều thấy bắt đầu cống tay rồi đó. Cống rung rung. Ui xe rung. Rung thật sự. Tôi thề là rung thật sự.
Trời ơi, ghê quá vậy. Rung rung thật luôn á. Chắc càng ghê. Ê, cái tay tôi bắt đầu ra mồ hôi nhiều kinh khủng luôn rồi đó. Biết sao mấy ngày kiểu chạy không được mình sẽ chạy nó từ đầu á. Đúng rồi. Kiểu kiểu vậy đó. Cái hơi cống tay thiệt nha. Trời, không biết cái này chạy đi đâu rồi ta. Ui rồi xe lửa mất tiêu rồi. Ê, Hiro, Hiro nó mới nó tới đường ray xe lửa rồi, nhanh. Ơi. Có tròn nữa nha, có tròn nữa nha. Cái gì vậy mèo? Ôi, em không bị cái gì ghê quá. Từ. Giờ cái bắt cua này nhanh đi. Đáng sợ rồi. Đáng sợ quá. Ôi, đang lên, đang lên. Ôi, ôi trời ơi. Lẹ hết rồi, lẹ. Để tôi đẩy xe lửa, tôi giật cái xe lửa ra. Cái gì vậy mèo? Tôi hơi khúng núm rồi nha. Cái này khúng núm quá. Ơi. Có xe lửa không khúng núm, cái khúng này khúng núm luôn á. Có chịu, có chịu, có chịu, có chịu. Rung quá đi. Không bị nó ăn bút, bút vô có làm được gì đâu. Từ từ, giờ hai đường. Mèo mèo trên đó, mình sắp tới chỗ mèo rồi. Hút lên đây, hút lẹ, tươi hút. Đường này nhéo có được, đường này nhéo có được, đi đường này đi. Ở đây ăn bút, không biết cái bút này làm được cái giống gì nữa. Chạy cao được chút mà. Cái đường này. Giờ cái nào quá ta. Không biết luôn á. Rung, rung, kinh khủng. Cái này thật sự, nếu mà mình đi sai. Tôi đang cúm lắm. Cái này đi sai đi lại từ đầu ta. Đi lại từ đầu. Đi sai một bước là đi lại từ đầu liền. Thiệt á? Không mà xui rớt xuống dưới thì đi lại từ đầu. Nhưng mà mình bám được thì đi lại khúc. Trụ được thì đi lại khúc rồi à? Wow, là yes. Có ai mới té nó mới chịu té đó. Kìa nó thắng rồi kìa. Tôi biết rồi một điều nè. Cái gì á? Lúc nãy ai đi xe lửa đập chiếc xe lửa ra hình như người sau đi được á. Mèo té hả? Chưa. Trúng lắm quá vậy, mọi người đâu rồi? Mọi người lên trên hết đi rồi. Ôi bắt cua nhanh nhất có thể luôn, bắt cua nhanh nhất có thể luôn. Bật chế độ bà rồ bắt cua lên mọi người. Trời ơi. Té nữa rồi, tức ghê. Ủa cái này hơi giống được cua à? Hút dở vậy hút. Anh đi lộn đường rồi đó Nút ơi. Trời, ở đây có nhiều đường khác nhau lắm, không phải có một đường duy nhất đâu. Vậy hả? Ừ, nó có nhiều đường khác nhau lắm. Ê, mà... lên chỗ cao nhất rồi. Mèo lên chỗ cao nhất chưa? Bye bye rồi. Nó có lên vũ trụ nữa, mèo lên tới vũ trụ chưa? Rồi, rồi có bị té hả? Về dưới đất mẹ luôn rồi. Ê, tôi cô đơn quá. Có bị té luôn hả? Tôi cô đơn. Ủa sao quá. Thấy mèo rồi, thấy mèo rồi. Ủa quá. Từ từ, tôi bê lên được không? Từ từ. Cái đít tôi sao nãy giờ tôi cứ co thắt cái đít tôi hoài. Nhiều nhíu rồi. Màu xinh vậy. Tôi đứng trên này có mình nè, tội nghiệp tôi lắm. Các bạn nhìn cái tay tôi. Cái tay tôi này các bạn phải nhìn nè. Đứng trên này mình quá. Đứng quá. Từ 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 từ. Tôi được bóp nè mọi người. Mình giỏi quá, cái mình cô đơn ghê. Cái gì vậy? Nó về với đất mẹ rồi hả? Không dùng la như cắt tiếng heo vậy. Cười vô mặt, cười vô mặt. Em mới xuống đi bí mật nè mọi người. Đi theo đi, đi bí mật kìa. Tôi muốn khóc quá à. Đi đường này nè, nhanh lên hút ơi. Đâu? Được, đi xuống đây, xuống đây. Mà lên chưa? Thiệt luôn á, tôi đứng tôi chờ cái này có mình tôi buồn lắm luôn á. Tôi tức. Cảm ơn Kim Anh đã share livestream nha mọi người. Chia sẻ livestream cho tụi mình đi mọi người ơi. Share livestream mạnh mạnh tay giùm tụi mình nha. Để hình như thấy mèo rồi nè. Có không? Kẻ đó, 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 đó. Thấy đi, thấy đi rồi một hồi nữa là thấy đau đớn. Tôi cô đơn quá. Mọi người sẽ biết được cái cảm giác gọi là đau đớn tột cùng. Hít, chuẩn bị nghe nè, hít, chuẩn bị nghe nè. Không. Cái gì vậy, quýnh nhau không được đâu mà nghe. Đừng có chơi quýnh nhau thiệt không, là tức lắm luôn á, thiệt dễ dễ mít lòng lắm luôn á, đừng quýnh nhau nha. Đâu ta, đâu có đánh đâu. Đúng đúng lắm mới là được đây á. Cái này trầm cảm nha, trầm cảm nha. Mọi người hôn cây, hôn cây. Anh không đọc được nghe vậy, trời thử thách quá nhiều bắt cua kiểu này vậy đọc bình luận. Mấy bạn là mình, mấy bạn đố bạn đọc bình luận được luôn á. Thấy cái khúc này nó đơn giản mình không nói rồi. Ê mọi người ơi, trên này nó ăn gian rồi mọi người. Lên đây mà bị effect nhảy thấp luôn á. Không phải nhảy hấp, một tí nữa nó có effect bất chợt. Mình không ai là đoán trước được luôn. Ồ, sức à. Thì ra là vậy sao? Ê, tôi cảm thấy mọi người chơi bắt cua dở quá. Ê, sao mày mà nói câu nghe xúc phạm quá mèo. Mình hên thì mình nói mình hên chứ dở dở cái tầm gì. Không nha, cái tầm này là tôi nói ông là phải có cái tầm mới chơi được nha. Bắt cua này là nó khác nha. Đó, hiểu không? Chứ không phải ai muốn chơi là chơi đâu. Cái bắt cua này thôi mà tôi giờ tôi cũng tầm giỏi nha. Lên đây rồi mới nói chuyện như kiểu đó được. Lên đây mới đủ tầm nha. Đủ tầm nói chuyện vậy chứ không thôi là mình đâu có đủ tầm được. Phó Bì đâu rồi, Phó Bì ơi, em ơi. Em đang dưới tầng cùng đấy xã hội rồi. Ủa em té cái nữa rồi hả?
Em té 20 lần rồi. Tôi nghe không phải nào. Kiểu bị lớp á. Sao mèo nói mèo bắt cua giỏi mà cái tiếng đó nghe. Chưa có té rồi. Sống trong cái cuộc sống này ai rồi cũng phải té thôi. Nãy giờ thật ra là hút diễn cho mọi người xem, hiểu không? Kiểu như hút làm content, hút diễn vậy. Chứ thật cái này dè à, hút đi cái một à. Tại hút nói vậy thôi. Chứ tôi thiệt không lẽ, không lẽ giờ tôi livestream tiếng đồng hồ mà giờ không lẽ tôi đi hết thắng cái này trong vòng 10 phút vậy. Chứ không lẽ nói vậy. Nói vậy là mấy bạn coi livestream sao mà được. Thì tôi chỉ biết vậy, tôi nói vậy thôi. Xe livestream đi rồi coi tôi nè. Mấy bạn fan, tôi hỏi nè, comment đi, mấy bạn có tin tưởng hút không? Comment chữ tin đi. Chữ vậy sao? Cảm ơn Khánh nha. Chị Banda đi chơi rồi mấy bạn ơi. Rồi, từ từ, tôi không có sợ cái gì hết á. Từ, lắc. Xíu này đi đâu rồi ta? Rồi, thấy rồi. Ủa, mọi người tới tổ ong chứ vậy? Hello Anna nha. Từ, sao mà tôi nghe lặng với người ta? Trời ơi, mèo té rồi các bạn ơi. Mấy bạn nghe tiếng không? Âm thanh về nhà rồi. Cho lên lại chỗ mình rồi. Cực lắm. Không có được lên. Đừng có đánh. Cực lắm. Đừng có đánh nỉ mà. Mình chửi người ta nãy giờ được. Mình có cái tầm mà. Thì đi lại đi, nhanh lên. Thôi, đừng có đánh cái khúc này, đừng có đánh. Tôi qua chỗ con mèo đấy rồi nè. Cực lắm, rỡ tay. Thôi đừng có đánh. Đánh rỡ tay, bật lên đi mà. Không, giờ không ai đụng tầm với tôi hết vậy. Đau đớn lắm mà. Tôi biết là đau mà. Ai rồi cũng phải trải qua cái nỗi đau đó thôi. Mình nãy giờ không ai đụng tầm hết thiệt chứ. Tôi vô đói trên này à mọi người ơi. Từ, hồi thằng hero nó cũng kia gì cũng la thôi. Mèo mày cứ yên tâm. Thắng rồi. Nó xạo nó đó. Còn mèo biết còn bao nhiêu cục ở trên đó mà nó thắng, nó làm gì có cái tầm. Ủa sao copy nó té hoài ta? Không biết sao mà ngay cái cục nó dưới cục đá hay gì cứ tới đó là rớt rồi. Hello mọi si John nha. Trời ơi trời. Mấy bạn nhìn cái mặt mình đi, mặt mình đỏ như là cái gì vậy đó. Là mấy bạn hiểu là cái sự căng thẳng của mình rồi đó. Ê, con đừng có cục vàng trên kia luôn á. Con lặng nó đó đi lẹ lắm mà lúc nào cũng đập dưới đây sao hỏi. Mọi người có thấy cái chỗ cao nhất của map không? Tôi đang ở đây đây. Biết sao không? Mở lên đi. Để chúng ta thôi ức chế vào nhau nào. Mở lên. What the fuck? Ở dưới mà kêu đường tắt. Tin em một lần nữa. Thấy cái đó đường tắt suốt luôn. Mày đường này mày, nó bị tắt rồi. Mày chỉ đi đường tắt của mày đâu. Đường tắt của mày đâu. Đúng rồi. Nãy giờ thấy đứng đó này. Mày dẫn tao vô cái bồn cầu rồi mày tắt dữ chưa? Mày tắt cho tao. Tao đỡ cái đồ hỏi nó cứ tắt suốt. Rồi mày tắt ở đâu? Tắt đi, trời. Không quên được. Dạ mày nhìn nó kìa. Sao mà ra đây cứ rớt hoài từ. Đây. Là mày tắt ở đâu? Làm trò gì chết à? Nhảy làm cái giường đó, bắn vô cái giường đó là bay cao lắm. Ồ, nó khôn vậy. Bay đâu vậy? Cho nó một điểm cộng liền. Giờ tôi thấy nó có tác dụng á. Ủa? Mọi người ơi, trên này nguy hiểm lắm, lên cứu tôi với. Hút bay một cái tới đỡ luôn hả? Có chứ, trời sao mà cứ đứng dưới đó hoài, nói nghe thử đi. Tại em đi không được đường tiếp theo. Đó là vô tri. Đâu rồi, hút đâu rồi? Được rồi mấy bạn ơi, hồi nãy giờ tôi nói gì? Tôi là người bắt cô bà rồ nhất rồi đúng không? Thì các bạn cứ nhớ là vậy nha. Mãi là bà rộng Poppy làm gì có đủ cái tầm. Trời ơi. Cái tầm em là không có giới tới cái chỗ này được. Từ đó. Mày đi ra cái lạc đây. Không hút cho lên giờ. Làm gì đuổi remake của tôi. Cái gì vậy, nó đóng phim Hàn Quốc nữa kìa. Nó nghe cái tiếng không? Ơi. Cho lên trời. Đó là lý do nó giờ vậy. Thương lắm á, cho lên đó nha. Thương lắm á. Rồi, mèo á, mèo muốn. Mọi người chắc tôi còn xa quá vậy. Đúng rồi.
Mèo muốn gì là tôi chiều mèo cái đó, nhưng mà tôi á là tôi sẽ là những người bình thường. Đây, thấy chưa? Đó, nãy mèo khẽ tôi đi, khẽ tôi đi. Khẽ đâu? Khẽ đi. Bây giờ đâu? Tôi chỉ hỏi là mọi người có biết chơi bắt cung vậy mà. Này chưa qua mèo hỏi cái đường khác đó nhờ. Ờ, cái này qua đường khác rồi. Không, nhưng mà này, nó tới rất nhiều đường, mình đi đường nào mình miễn cũng được á, miễn là lên được trên đỉnh là được rồi. Ừ, vậy hả? Ừ. Giá đường này nó lạ thiệt luôn á. Ờ, tắt đường luôn rồi. Đừng tắt, không tắt đường luôn hả? Trên này nguy hiểm quá, lên đây cứu tôi với mọi người ơi. Ở trên đây hút không thể nào thở nổi, mấy bạn biết tại sao không? Trên cao oxy loãng lắm. Tại hút tính ra là chỉ có mình thôi đó, chứ Remy nằm dưới đá địa ngục của hút. Từ từ tôi bật miếng quạt lên cái tôi rung quá. Ê mà tôi bật quạt lên á thì cảm giác tôi nó lạnh cái tay. Công à. Mèo. Công ơi. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah baby. Oh yeah. That's right. Ôi, Yes. Okay. Oh, yes. Ủa, này đeo tao. Nghe âm thanh không? Nghe âm thanh không? Kìa, có thằng nào rớt kìa. Ôi. Rồi luôn, âm thanh này là âm thanh đau đớn. Thiệt chứ. Tại vì ai ăn trúng cái búp rơi chậm làm đang nhảy bình thường rơi. Rớt luôn. Rồi, Hiro té rồi các bạn ơi. Vậy tôi với mèo là một trong những người nhanh nhất cái mèo. Trên này tôi cảm thấy lạnh quá. Cảm thấy thật là... Poppy kìa, Poppy nó tới rồi, nhanh cái chân. Mọi người không biết hả? Cái này đi chạy nhanh nha, chạy nhanh. Phải, mình phải là lấy búp chạy nhanh, nếu mà mình không có búp là mình không qua được đâu. Tôi gì vậy? Lấy búp chạy nhanh thôi chứ đâu. Mèo, mãi hoàng mèo. Mèo là mèo thôi chứ mèo là... Tại cái búp nè, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Một phát một. Ôi. Ai ăn cái búp gì đó? Cái búp này cái búp nhảy nè, cái búp này cái búp báo nha. Ừ, báo lắm luôn á. Báo nha, từ từ thôi, lấy búp từ từ thôi quý vị ơi. Một phát một ăn ngay, một phát một ăn ngay. Hút là chỉ có thắng thôi mấy bạn, hút là không bao giờ thua. Từ khi tôi sinh ra là tôi đã bắt đầu hửi được mùi chiến thắng. Trời ơi, búp nữa tôi rồi. Tôi kiếm con nhà bà rồ. Nhảy dưới là thua. Nhảy đâu? Phải không? Ôi trời ơi, chú cha. Rồi Poppy, sao không em? Vậy, không sao. Ở đây đây nhiều đường quá, Đây nhiều đường quá. Ôi mình lắm, cha. Gì vậy? Tại Poppy. Trời ơi, đừng có nói thừa. Đừng có mà đổ thừa. Hello May. May ơi, anh rung quá May ơi. Nào nè, ăn búp nhảy chậm nè, nó tính làm hại người khác nè, nó tính làm hại mọi người á. Cái gì vậy mèo? Té. Té lạ quá vậy. Ủa cái này đúng đường chứ nhờ. Đúng hay mà, đúng á. Ê, nãy giờ có ai bị nhóm ghế không? Không, tôi nãy giờ không nấm. Bị nhíu đít. Có ai bị nhóm lên không? Cái bị nhóm ghế rồi, nãy giờ tính ra tôi bị nhóm ghế mấy lần rồi. Tôi đang ngồi cái tôi cứ nhóm lên vậy nè. Kìa anh hút có cái đường đi xuống không kìa. Tới chỗ ông chưa hút. Hello xì dòng. Ủa? Tới chỗ anh. Ok. Nhìn chỗ này quen thuộc quá ta. Được rồi, có thằng nào chơi dơ nè. Có thằng nào chơi dơ nó thả cái búp nhảy chậm á. Lết rồi. Mèo. Hù vậy có ngày. Không có. Tôi thiệt luôn á. Không có. Gian xảo, tà độc. Quá là gian xảo. Ủa trên này đi rồi mà hết. Đi rồi bây giờ đi lại nè. Tại sao? Rớt đi lại cho mình rớt. Ủa vậy hả? Tính ra tôi chưa bao giờ lên được chỗ này luôn á. Thiệt sự luôn á. Lần đầu tiên. Hả? Hồi nãy tôi trên này nè. Thôi vậy cho mọi người cuốn. Có chàng gì vậy? Gì vậy? Rớt rồi, rớt rồi. Đâu ai thấy gì đâu, đúng không? Trời ơi, sao mà tội thế? Từ từ. Từ nào? Dễ làm cái. Dễ lắm. Nằm ở đó tóc cũng không mọc ra đâu hút ơi. Vô mà nhảy nè. Đó, coi nói chuyện kìa. Nói chuyện. Nó muốn mình quýnh nó lắm các bạn. Coi nói chuyện hay không á. Cái này hồi nãy tôi đi rồi, tôi đi theo tôi. Ủa chị qua tới mấy cái cục slime chưa? Rồi, hồi nãy chị té cái cục slime á, chị nói điên
Ôi, trời sao mặt nó lên được tới đây luôn rồi? Ừ. Để tao gấp rồi vậy. Biết giờ. Xịn. Đó bài đặt nó xịn nữa kìa. Thẳng cái lưng lên. Dễ dễ cái lưng lên. Được rồi, quá được rồi. Thẳng cái lưng lên. Thôi tắt lên thôi. Trời, đúng là thiên tài. Tao lo, chắc tôi hẹp đường nó dài đâu địa ngục. Ê, vậy tới đây là mình sắp tới cái đỉnh rồi kìa, em thấy cái đỉnh rồi. Ừ, chắc mà dăm ba cái này ai mà chớp được, đúng không? À, chị ơi, không có chị đâu, lỗi lần. Cái con nó phải chơi lần giúp vé đi, giúp vé đi. Dẹp đi, không có vé nào dành cho người của nó hết á. Nó nói nó rồ quá mèo. Cái gì vậy Minh ơi? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì mà hết tâm trí sẽ có một cô gái vậy? Hết rồi, hết rồi. Từ xin chào anh Bút. Em là fan anh từ 6 năm trước, bây giờ anh thấy video. Rồi mình chưa kịp động nữa. Từ ơi, thôi. Đừng bao giờ bấm lại cái dừng liên tục vậy. Tôi nói thiệt luôn á, tôi muốn block cái chỗ nút tờ mê của mẹ. Tôi thiệt là tôi đang căng như lá mèo. Trời sao? Khoan. Cái đường này đi đâu đó trời? Cái đường này bích hay gì? Giờ đứng lại đi. Đừng ATB nữa, trời. Ok. Rồi, giờ tất cả chúng ta bắt đầu là từ đầu nè. Bây giờ nè, rớt từ từ ha, coi chừng. Nghiên cứu cái đã. Không ai mà đắp cái giường, mình ngủ được không? Không. Tôi đang cực kỳ chạy hạt luôn á. Không. Ok, dĩ nhiên rồi, đang chạy hạt rồi. Cảm ơn bạn Khánh nha. Em được ad Facebook chị Panda. Gì vậy? À, ý là em được chị Panda ad Facebook hay là em ad được Facebook chị Panda? Sao mình chưa kịp đọc. Từ từ. Cái khúc này mình phải làm tổng tài đẹp trai bắt cua giỏi. Cái này đi sao vậy? Đi như ồ, đi. Ồ, cái khúc này hơi bị khó nha, cẩn thận nha mọi người. Tiếng gì ba? Xuống dưới hay gì vậy? Cái tiếng âm thanh của mấy người đau đớn khi mà bị thiêu đốt dưới địa ngục đó các bạn. Cảm ơn bạn Bảo Quốc nha. 20k thuộc về người đang cay. Mình không cay, mình không cay. Mình rất là khỏe, mình không hề cay. Có leo lên cái giường báo cái nha, leo lên cái giường mình dính heo ứng á. Ok luôn. Tất cả cùng dính heo ứng á. Em leo lên giường nha. Ok. Thầy đi sao ta? Ôi, em thấy ánh sáng rồi. Ủa sao lên đây tối luôn rồi? Lên vũ trụ, lên tới vũ trụ. Vũ trụ, vũ trụ ơi. Vũ trụ kêu gọi chúng ta. Ôi, em lên tới vũ trụ rồi. Từ từ, Phoebe chạy anh với Phoebe. Ôi, chị Phoebe ơi, Em, sao em đỉnh? Sao em bị TB xuống dưới kìa? Ủa là sao? Rồi, không biết luôn. Em không bị rớt nha, em không có bị rớt. Cho vẽ lên với. Kìa vậy? Đây đang ở trên đó. Đây tụi mới phát hiện ra cái giường, Tụi bơi lên với. Đây đi giường, nói giường nha. Cái này là map lỗi chứ không phải em rớt. Phải không đó? Thôi. Vậy là anh nói bị rớt nè, rớt trong đau đớn nè. Không, tính ra là em đứng ngay đó tự động tới bơi xuống luôn á. Coi chừng cái giường á, cái giường mình. Có khi là xong rồi á. Em lên tới vũ trụ rồi. Có khi em thắng rồi đó không biết. Không, nãy em lên trở là em thấy nó mở ra mấy cái chỗ khác nhiều lắm. Vậy hả? Còn cao nữa hả? Ủa, còn cao nữa. Chưa, tôi mới bị lên. Lên đây mọi người, có hào quang ánh sáng rồi gì đây nè. Đi lên cái đường cầu vòng nè. Tao lo. Ánh sáng chói lo quá. Ủa sao con đứng dưới tầng hẹp vậy té hả? Tôi mới bị té. Thấy thương quá lên đây không? Lên. Thấy không? Đi lên đây có mọi người ha. Nghe khu này bị lắc cái gì nè. Đó. Tao biết sao không? Hay sao gì? Tại vì anh block em á Phoebe, anh block em á không cho em lên á. Không cho em lên. Mèo ơi. Có gì vậy? Mọi người thấy tôi đúng á. Đúng rồi, cái này bị giật một lần. Bữa nay tôi làm từ thiện hơi nhiều vậy. Biết sao không? Mở luôn á. Biết sao không? Nó mở ra con đường mới á. Trời ơi, còn nhiều lắm mọi người, còn nhiều lắm. Mình chưa có lên tới. Mình lên tới vũ trụ rồi, từ từ. Cao. Mình chưa có lên tới cho nên là bị giật rõ ràng luôn nè. Đúng rồi. Bị giật mà. Ôi, lên thì nhiều lắm luôn á. Từ từ, mình lên nhiều hành tinh lắm, mình còn nhiều hành tinh lắm. Có tên lửa rồi, mình lên tới vũ trụ rồi. Đợi xíu. Đây, thiếu một người. Rồi, ngủ. Ngủ đi con. Ôi ơi, đâu trời tối đâu ngủ. Không, nhưng mà đặt cái giường đây cũng tính mà đúng không? Đặt cái giường đây cũng tính mà đúng không? Đúng rồi, tính hết đó. Hình như phải lên chảnh nằm cái mới tính á.
Không, nó để set spam bon rồi. Sao mình lên vũ trụ? Nhưng mà mình phải chết máy tính, còn mình té xuống mình đâu có chết đâu. Té xuống reset lại mà, nên là cái giường vô dụng. Ê, vậy mình set spam bon nha. Được không? Kìa, tôi thấy Remy kìa, tôi thấy Remy rồi kìa. Đâu? Kìa, nó đang đứng ngay cái giường nè. Cảm ơn một xin giông. Ông tài áo đỏ mặt đỏ lè luôn. Không, cái áo nó hất vô cái ánh sáng cái mặt á, chứ không phải là mặt đỏ đâu. Ủa, cái này giống đi xuống quá vậy. Đi xuống chứ còn gì nữa. Bởi vì tính kéo nó nhảy lên nó mệt mỏi quá, đi xuống cho nha. Ủa rồi tới đây làm gì nữa? Nhảy lên. Ê, cũng xuất hiện ngay giường thôi Phúc Bi. Đâu có, em rớt xuống cầu vòng. Vậy hả? Ôi trời ơi. Thề luôn á, cái này nó xít chút nữa là nó biến tôi thành người xấu rồi Phúc. Ủa, trời ơi. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Trầm cảm á. Cái này chắc phải livestream 4 tập mới hết. Thề luôn á. Cái này chắc phải livestream 4 tập mới hết, livestream được. Mới hết cái chỗ này được. Trầm cảm luôn trời. Rồi, cái tiếng nghe lâu lâu cái trong cái tim mình cứ nghe tiếng Tại quá sợ à. Thôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi lên được hết luôn rồi trời. Mới biết. Qua cái gen ten chưa? Qua rồi. Gen ten hơi bị cứng luôn á. Hơi bị chất lượng từ từ. Ê mèo nghĩ bà Panda bà nhảy qua nổi cái này. Không. Giờ nghĩ nó lên nó bả thôi là tôi biết rồi. Tôi đang đi rất chậm. Ây da. Yeah. Tới hành tinh nè hả? Tới tiểu hành tinh nhỏ rồi. Ok, yes. Thôi tôi thấy cái này cũng dễ nha. Tính là cũng nhàn. Cũng nhàn lắm. Thôi cứ suy nghĩ đơn giản thôi, chết thôi, chết thôi. Té thôi, té trở lại thôi. Té trở lại gì không? Chơi lại đi nè, chơi lại đi. Chơi lại nha. Chơi lại nha. Ôi, có là bỏ hai giấy khác rồi. À. Rồi luôn, tôi hai giấy khác rồi. Ê, mày không thể lại bọn tôi được á. Rồi xong. Tôi hai giấy khác rồi, mày không thể lại bọn được nữa. Thôi tạm biệt mèo nha. Lỗi không ạ? Ủa kìa. Gì thể lại bọn được, không? Được, người hai giấy được rồi. Mèo công nhận mèo thiệt là mèo luôn á. Tôi phải tìm đủ mọi cách. Cảm ơn bà Nguyễn Phú nha. Nè, đẹp vô nè. Em thay thể còn mà anh em bóc tặng đại gia đình cướp biển. Ok, hello nha, hello mọi người nha, hello đại gia đình cướp biển của mình nha. Bao nhiêu? Cái gì vậy, lĩnh fan đến hút 4 năm chào mình mà đến cướp biển nhớ. Ôi, có bằng lĩnh fan đến hút vừa vào nè. Cái gì vậy kìa. Ôi, rớt ngay cái chỗ chị mèo rớt luôn á. Hút, bị gì hút? Gì? Nè. Không, ok, mèo đang đâu? Mọi người nhắn tin nhiều quá mà mình đọc không được, mình buồn quá à. Ủa lên đây. Mà tôi đang bị rán rồi bạn ơi, đang bị. Cho em lên, cho em lên chị mèo. Chị đang đau lạ lắm nè. Đau đớn quá. Mèo đang đâu vậy? Không biết được. Em lên giường nha. Ê, đáng lẽ mình phải qua phía kia sẵn nha. Ủa, lên đây được à. Ủa, mình đi đâu vậy? Mèo có pin nè, mèo. Nè, có trái đất bên này nè, mèo nhảy qua bạn ơi. Nhảy ra ngoài ơi. Ok. Ủa gì vậy? Nhảy được không? Không có hố đen vũ trụ kìa. Hố đen nè. Bên này nè mọi người, bên này nè. Thôi, cảm ơn bà Bảo Quốc nha. Mấy bà biết gì không? Em không biết nói gì hết. Ủa đâu không vậy là đó. Cảm ơn em rất nhiều. Mình vô một cái phòng rất là sập xí. Thì không? Không vô đó được. Giờ sao ta? Hôm nay phải đi qua cái giờ chỉ có nước nè. Đâu đây? Giờ đáng lẽ mình nãy mình đi á là mình, ê, mình đi sai rồi, mình phải đi qua bên kia mình mới qua sa mạc mới lên được. Giờ nguyên bày đi lại hết hả? Thử thôi, có gì đâu. Ê, xa lắm á bà, xa lắm á. Em thôi, không, gần sạch à. Bây giờ nhảy xuống luôn, Gần sạch hả nè? Giờ nhảy xuống luôn, tự tin nha. Gần sạch nè. Gần. Nè, tới nè, nhảy xuống luôn mọi người, đừng bắt cua. Ừ. Nhảy xuống luôn không? Rồi, ok. Mình nhảy qua đây nổi không ta? Đây, Phong Bi nhảy cái bọt đó nè. Dạ. Rồi, cái mọt. Đi đường này nè. Đừng có làm liều hero ơi. Chết á. Chết là chơi lại đó hero ơi. Đừng có làm liều. Thôi. Cái này chơi. Nó dơ quá. Cái này nó dơ quá. Nó đánh lừa. Em lên lại, cho em lên lại đi mọi người. Ủa sao giờ lúc đầu không chịu, không ai cho TV giờ đó mọi người bị tha hóa rồi. Chứ cái này không có spam bon chắc chơi 2-3 ngày luôn á. Cái này đáng lẽ nó phải spam bon. Không. Spam bon là dành cho trẻ trâu rồi, cái chế độ này là chế độ cực khó luôn á. Hero bye bye. Chơi muốn
Tôi coi dưới nè, tôi vẫn ở quốc này nhưng mà tôi đang ở được cầu vòng. Muốn nhấn cái nắp ghê á. Thôi tôi bay giường lên một lần nha. Ok. Bay lên đi. Ê, lộn rồi, cái giường mình đặt ra. Quê. Quê. Nhảy đi nước. Ê, cái gì vậy? Con nhảy à? Đây đúng không? Ủa, ngược hả? Ê, là con ghi bay vô tri nãy giờ ở đâu ạ? À? Nó nãy giờ nó tắt đài rồi. Em ở dưới đây nè, nghe không? Em ở dưới đây nè. Ủa? Ê, sắp thắng rồi đó mọi người, sắp thắng rồi. Thấy không? Nó mở ra em. Lên tới cho trả cho anh đi. Tôi sợ quá à. Tôi nghe tiếng ai đó này, ai đó thất thanh rồi. Từ từ nghe, phải coi nhìn. Nha, biết đường nào nghe, để đi một đường chút nó không biết đường nào đi nữa. Anh nghi cái đường màu đỏ này là kè. Cái đường này nè, cái đường nó đen nè, hút em nghĩ đường này nè. Đúng nè. Gì? Cảm ơn bạn Nguyễn Duy Tân nha. Em nghĩ đường này. À. Đường này nó kéo lên nè. Đúng rồi, anh cũng đang nghĩ đường đó đó. Đi anh em mình đi. Đây nè, hút đây nè. Từ từ, tôi đang đi mẹ ơi. Chừng nào tôi chết đi là tính. Gì vậy? Ủa, tôi đang đi đúng đường mà hết, nó đi đường gì vậy? Âm thanh gì nhiều đường lắm. Ê, từ từ, kiểm tra cái tay này có cái giường không? Kiểm tra gì vào cái giường không? Giường này rồi. Cái gì vậy? Mèo. Qua đây nè. Thì cái đường này cũng bắt qua bển mấy đường. Cái đường này tôi không qua được, bây giờ tôi phải đi đường này lên nè. Có gì mình hẹn gặp nhau trên trái màu tím đi mèo. Hả? Đi tìm cái giường. Đợi hết rồi uống chứ, hết rồi uống chứ. Rồi hết rồi. Cái này nó khó. Biết luôn. Ở đó nó có cái cục slime này, Poppy. Có chơi cái cục slime. Thôi đừng. Dám nhảy lên cục slime không? Nhiều khi nhảy lên cục slime đưa mình lên cao lắm. Hồi, an toàn đi. Giờ em ráng vậy. Lên đến này ác tắt. Rồi. Anh em mình chia tay rồi sao? Những giọng la hết anh. Ủa, cho muốn nhảy lại không? Cho tôi qua cho Poppy. Ê mai tôi sẽ nó khen tiếng rồi. Lỡ rồi. Mì mì giờ nó liệt luôn rồi. Nó liệt rồi, nó hết dám nhảy luôn rồi kìa. Cái chân nó cong rồi, giờ nó hết dám đi rồi. Vâng. Tôi thích nhảy bên này đó đỏ đẹp. Đi mi. Anh ơi, hút sao đánh dưới vậy hút? Cậu đi mi nó nhảy lên cái giường. Cái mi cái giường đó kìa. Nó lên giường nữa kìa. Cảm ơn chị. Nhảy hay quá anh hút ơi. Nín thở. Nè đây. Nín thở nhảy. Ê, tôi tới chỗ này. Đây, không ráng. Tôi tới chỗ này ăn còn lắm. Ôi, tặng cho anh hút, lĩnh pha cái hút 4 năm, trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn bà lĩnh nha, trời ơi. Em thì là bản lĩnh. Cảm ơn bà lĩnh nha. Thầy đi đâu nữa? Ê, đừng có ê mà dớ lớn giọng như được không? thiệt luôn, đang nhảy cái ê cái díu lại liền. Biết gì không? Cái gì vậy? Nè, tôi mới leo cục dây lên chỗ quá cao luôn. Thì có gì cứ nói ra, hiểu không? Chứ mình đừng có ê vậy, mình ê vậy nhiều người mệt lắm, hiểu không? Hết hồn á. Ê, họ đi qua bên, leo lên. Leo nó tận mây luôn, đừng leo lên cái hố xa nó đen. Rồi, ôi xa. Gotcha. Sức mạnh ơi, tao đến đây. Sức mạnh ơi, đưa ta đi. Ai chả gì, ai chả vậy. Trời ơi. Vậy hút im vậy hút. Hút đang đâu ạ? Tôi đang mãn nguyện quá. Hút chạy ra được cái đó đã vậy. Chị Mèo, chị em lên. Ok. Ủa, sao em lên? Ok, đừng quen. Em đang đi bên kia mà. Em đang leo lên cọng dây, không biết sao cọng dây rớt. Nghe cực vậy. Tôi và tôi phải nói là sao ta? Tôi khẳng định là tôi pro nhất server này. Thôi, tôi đang ở chỗ cao nhất của server này. Sure, ủa sao mẹ với Poppy lên lẹ vậy? Trời ơi, tôi đi sau lưng ông nói gì nãy giờ. Trời ơi, tao bảo sau lưng không rời luôn. Ừ.
Ok. Tôi đâu phải là con lạc vô tri đâu. Chứ con lạc thôi, nó mới té thôi. Với nhiều đó, điều đó vô câu vô nó. Livestream này chứa những âm thanh khác thường, mọi người nên cân nhắc trước khi xem. Trời ơi, rồi xong. Chị mèo, em rớt trước mặt chị luôn đó. Chị biết chứ. Ủa, gì vậy? Dạ, cái chân của cưng chị leo dạ, lên đi rồi chị tới bê. Chị leo lên rồi chị tới bê chứ nghe nói. Chị em nè. Trời ơi, bà đứng ngay một lóc mà bởi tới bê mình rớt hoài luôn. Hút đâu rồi? Ủa, hút đâu rồi? Đi sao á, mọi té là đừng xói nha, đừng có sâu xui nha. Mọi người. Mọi người. Cho một vé. Một vé đó hả? Hai vé. Bà vé. Ủa nãy giờ mình có bắt cô vậy. Anh à. Mèo tay bê phốc bi tới chỗ mèo đi mèo. Ơi đừng. Mèo tay bê phốc bi tới chỗ mèo đi mèo. Mèo tay bê phốc bi tới chỗ mèo đi mèo. Tôi nhắn. Tôi thắng. Hết rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Thiệt thắng rồi, thắng rồi. Phí nệt rồi, tới bạn tôi lên nữa. Rồi, lên đây. Ôi. Sao, tới đây rớt được. Ủa, rớt được hả? Nhưng mà có người rớt kìa. Trời ơi, tươi với. Nào cái đó. Thằng nào nhắn hả? Nào nhắn cái đó hả? Nào nhắn cái đó hả? Ai biết đâu. Ai, em tưởng là ai trèo lên sẽ có vinh dự được nhắn cái nút đó. Vinh dự trai à ghen à. Trai ghen luôn. Trai à ghen. Tưởng nhắn vô cái nút đó cái là pháo bông đồ này kia nọ bắn lên chứ. Thì đó, pháo bông rồi đó. Ê, tính ra mình vẫn chinh phục được. Vẫn chưa? Ờ, tính ra nãy giờ chinh phục luôn hả? Ờ. Thấy những gì mà tụi mình đã trải qua không? Không, nãy giờ vậy thôi mà. Tôi cảm động rồi, tôi khóc rồi. Tụi mình đã có một cái chuyến hành trình thật là gian nan và cực khổ các bạn. Ủa, tính ra cái map vô chi gì vậy? Mình lên tới chảnh không cho bằng thưởng gì mà bấm cái còn về đây trở lại nữa hả? Em muốn gì nữa hả Bobby? Em muốn cái gì nữa? Em biết là tụi mình đã đi xa cái nào rồi chưa? Ôi dạ. Xa đâu nó, chỉ thấy cao tiêu của chúng ta thôi là đủ rồi, thôi là. Ê, ra là còn một đường nữa nha. Còn nữa không? Chứ nó queo đinh rồi mà. Nó phí nệt luôn mà. Nè, còn cái này nữa nè. Còn anh đừng nói anh say rồi nha. Không nổi. Dơ rồi á. Nè, còn nè không? Đâu tay bay lên coi thôi. Em nói gì đi? Tính cái ra chỗ cái... này chỗ cao nhất rồi. À, cái bát vàng này là cái bát rồi. Mình đi rồi mà. Đi rồi. Cái bát này là cái bát dịch chuyển nè. Nhưng mà mình chơi dơ nó không cho mình dịch chuyển đâu. À. Đúng rồi. Chơi dơ nó không cho mình dịch chuyển. Này đâu, thì dơ. Cái này nói chung là cũng thấm thía đó các bạn à. Nó cũng rất là gian nan và cực khổ á mấy bạn. Không, nhưng mà các bạn biết là tụi mình đã kích phí nệt rồi mà. Phí nệt rồi. Không phải là được rồi. Ê ê ê ê. Nè. Này nó xém là gian trưng nha. Cũng rất là gian nan và khổ đó mấy bạn fan nè. Thiệt tôi mà coi tới khúc này mà tôi thấy ai mà làm được cái chuyện này là tôi nhấn cho 1000 like. Chứ không phải như mấy bạn, có một số bạn xem tiêu chị nhấn like đó. Cảm động, cũng khóc luôn. Nhấn vào cái nút. Tôi cũng khóc á. Mấy bạn fan coi tới đây vui chưa? Ok các bạn ơi, chắc hôm nay tụi mình stream tới đây thôi, chắc ngày mai cái giọng tôi không biết ra video nổi không nữa. Ok các bạn, hôm nay mình chỉ live stream tới đây thôi mọi người ơi. Tụi mình đã thắng được rồi. Thắng rồi mọi người ơi. Quá giỏi luôn. Nếu các bạn thích live stream này đừng quên nhấn lại like nha. Và để lại một subscribe cho mình nữa. Khi nào live sinh tồn vậy? Chắc ngày mai quá, ngày mai mình sẽ ra video sớm rồi mình live stream sinh tồn. Hello Long Bro. Giờ tôi đang bị bấn loạn tinh thần đó mọi người. Sao ạ? Chúng ta vừa mới trải qua rất là nhiều chuyện hợp tử nhất sinh đúng không? Chứ còn gì nữa, tôi không hiểu sao mà tôi lên trên đây. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye.
Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.